Rồi, thì hôm nay mình sẽ bắt đầu chuyển sang cái nội dung mới nhé. Bắt đầu nó mình sẽ sang những cái phần liên quan nó đến cái phần làm dự án luôn. Đấy, thì đây nhá, thì mình sẽ có một cái nội dung mới, đó là làm về database. Database nhá. Giờ thì ở trong nội dung thì mình sẽ hướng dẫn anh em dùng một cái database nó khá là dễ dùng, là cái thằng Mongo. MongoDB nhé. Đây, thì đầu tiên anh em sẽ tải về cho mình cái thằng MongoDB này. Alo, chào Quân. Ok, thì nội dung này thì mình sẽ tìm hiểu về cái thằng database nhé. Cụ thể là mình sẽ làm việc với MongoDB. Thì anh em tải cho mình cái thằng MongoDB này về nhé. MongoDB.lat. Đấy, thì anh em vào cái link này để tải MongoDB về nhá. Tải về xong thì cứ nách nách thử được. Đấy chưa? Trong lớp mình, trong nhóm này thì có bạn nào đã dùng MongoDB chưa? Bạn Huy hay là mà Nhật Hoàng đã có Hoàng ở Nhật đã có dùng MongoDB chưa? Đấy, thì anh em nào mà chưa có cài MongoDB thì tải về cài cho mình nhé. Còn nếu anh em tất cả đã có rồi thì mình bắt đầu luôn. Thì ở đây thì Quân với cả Huy đã có cài MongoDB chưa? Ok, thế vào. Rồi thế vào trong đường link mình gửi nhá. Anh em tải về cài cho mình. Đấy, cài xong thì bắt đầu. Đấy, em cài xong thì mở cho mình cái thằng Mongo Compass đi nhá. Compass, COMPAS. Không có. Thế tìm Mongo xem nào. Anh em cài xong thì có thể thử test cho mình cái này nhá. Rồi anh em nào cài xong nhá thì có thể kiểm tra cho mình một chút nhá. Để kiểm tra xem cái thằng MongoDB server đã chạy chưa.
thì anh em vào file system service, tìm cho mình cái thằng MongoDB server này. Nhá, anh em cài xong nhá thì vào trong service này, đúng không? Tìm cho mình cái thằng MongoDB server nhá. Nếu thằng này vẫn đang đang chạy đúng không? Thì ok, đấy mình có thể dùng luôn. Còn nếu mà nó chưa chạy nhá thì anh em bật nó lên. Được chưa? Nó chưa chạy đúng không? Thì anh em restart nó đi. Đấy. Còn đang chạy rồi thì không cần không phải làm gì nữa. Mở compat lên để dùng thôi. Đúng không? Còn bạn nào cài xong mà không thấy compat thì có thể tìm lại không? Đấy, đây mình dùng một cái khác, mình không dùng compass, mình dùng cái thằng RoAT thì nó cũng giống như thằng compass thôi, cũng chỉ là cái giao diện để anh em làm việc với cái thằng MongoDB. Đấy, thì bạn nào cài xong không thì mở lên mình hướng dẫn dùng. Quân Mỹ Huy tìm được cái thằng compass chưa? Rồi, thế bạn Hợp có đang dùng cái thằng Mongo Compass không? Ok, thế chia sẻ màn hình đi thì anh đấy, làm trên em làm thử cho mọi người cùng xem. Bạn Hợp chia sẻ màn hình đi, mở Compass lên để các bạn khác cùng xem. Chưa, anh em mở thằng Compass lên thì chỉ phải ấn connect vào luôn nhá. Rồi sau khi anh em connect xong nhá thì mọi người có thể tạo ra các cái database này. Được chưa? Sau khi connect vào trong toàn Compass nhá thì anh em có thể hoàn toàn làm thủ công cái việc là mình tạo ra các cái database đấy, hay là ta thêm database, thêm những cái data vào trong các cái bảng của mình, đúng không? Thì để tạo database thì anh em bắt cái thằng create database kia, đặt tên cho nó nhé, đúng không? Đặt tên cho nó đây, rồi tạo thôi. Tạo thử một cái đi. Bạn nào tạo database mới cho mọi người xem đặt tên rồi đấy. Collection name đi, một cái user chẳng hạn. Rồi, ấn tạo database. Được chưa? Sau khi anh em ấn thực hiện tạo database đúng không? Thì nó sẽ có một cái data kìa, đúng không? Data là cái database mình vừa mới tạo đúng không? Đấy. Thì đấy. Và khi mình vào trong cái data này thì nó sẽ có một cái là user kìa, đúng không? Thì user này nó chính là cái collection, tức là cái bảng data đúng không? Đấy, trong database sẽ chứa nhiều cái bảng data nhá. Thì lúc nãy mình vừa có tạo cái data, cái bảng data là user đúng không? Đấy, thì anh em vào trong cái thằng database tên là data này thì sẽ có một bảng là user. Đấy, giả sử bây giờ anh em muốn tạo thêm những bảng nữa đúng không? Thì anh em ấn vào cái thằng create collection kìa. Đấy. Ấn vào create collection đúng không? Tạo thêm một số bảng nữa. Giả như bảng class chẳng hạn đúng không? Bảng class. Đấy đúng không? Đấy thì anh em thấy là trong cái thằng data kìa. Đúng không? Trong cái thằng data sổ xuống kìa nó có hai cái file đúng không? Một cái là file là class, một cái file là user. Đấy. Tức là hiện tại đúng không? Trong cái bảng data này
là trong cái database data này đang có hai cái đúng không, là bảng class và bảng user. Thì bây giờ anh em muốn thêm những cái data vào trong hai bảng này đúng không, thì anh em ấn vào cái thằng add data kìa đấy, và ấn insert document đúng không. Insert document thì anh em sẽ là thêm bằng tay, còn nếu muốn import đúng không thì ấn vào thằng import kia đấy, insert nhá. Đấy, trong này đúng không, trong cái thằng MongoDB này thì nó sẽ tự động cho mình một cái ID rồi đúng không, thì anh em sẽ không không phải đặt tên, không phải đặt ID nữa đấy, thì mình chỉ việc là dùng ID này đúng không, và thêm những cái data cho nó đấy. Thì giả sử anh em muốn thêm một cái trường đúng không, giả sử những cái trường username chẳng hạn, username nhá, thì sau cái thằng ID kìa, sau object ID kìa đấy phải đúng không, thêm một cái string là username, em không phải object đâu. Đúng không? Một cái string thôi là username. Để cho trong hoặc string nhá. Hoặc string. Cái ngoặc kép như kiểu cái thằng ID kìa. ID có ngoặc suy nghĩ đúng không? Đấy. Rồi, username ở trong đấy đúng không? Đấy chưa? Thì cái data anh em lưu trong cái thằng MongoDB đúng không? Thì nó sẽ theo kiểu dạng key value, như kiểu anh em làm object ấy. Đấy. Username đúng không? Hai chấm một cái giá trị đó đúng không? Mình muốn lưu tên là dạng dạng string thì lại mở cái ngoặc ngoặc string ra. Đấy, mở ngoặc string ra đúng không? Thêm vào tên là hợp chẳng hạn. Đấy, còn mình muốn thêm các trường khác đúng không, như là trường tuổi chẳng hạn đúng không, thì lại phải đúng không, s đấy đúng không, muốn lưu dạng số đúng không, đấy thì số như vậy thôi đấy. Còn thêm password đúng không, thì có thể thêm một trường là trường password nữa chẳng hạn. Đúng không? Password là một cái đoạn string gì đó. Đúng không? Và trong này anh em có thể hoàn toàn lưu các cái data đúng không? Dạng array object. Đấy, có thể mình thêm một cái trường nữa đi, thì là cái trường địa chỉ chẳng hạn đúng không? Đấy, địa chỉ. Đúng không? Thì nó sẽ là một cái object đúng không? Object có số nhà này đúng không? Phường, quận. Đấy. Tỉnh đúng không? Số nhà này đúng không, tỉnh gì đó đúng không, đấy đường nào quận nào đúng không, đó đúng không? Thì với cái này đúng không, anh em có thể hoàn toàn lưu tất cả thông tin này trong một cái bảng là bảng user luôn đấy. Còn nếu anh em mà dùng những cái thằng như là MySQL đúng không, đấy thì mình sẽ phải làm nó phức tạp một chút đúng không, có thể sẽ phải tạo bảng mới như nào đấy. Chứ còn với thế này đúng không, thì anh em nếu thấy tiện đúng không thì có thể tạo lưu object lưu này cho tiện đó. Rồi đúng không, muốn lưu đúng không thì ấn permit content arrow thiếu ngoặc à, xem đủ ngoặc chưa. Ừ, xem có bị thừa dấu phẩy không, hay thừa dấu phẩy gì không.
Nhá. Em thử cancel set lại đi xem nó có bị mất cái lỗi kia không. Rồi nhá, thế không thì cứ cancel đi, tạo một cái mới đi. Có thể lúc nãy là bị thừa hoặc cái gì đấy. Insert document này. Đấy, ngay bên dưới này nhá. Đấy, thêm một cái trường đi, đúng không? Đấy, cứ cho một cái trường là trường name chẳng hạn đi, xong rồi một cái string đi. Đấy, rồi insert. Đấy chưa, có cần lúc nãy là do thiếu hoặc cái thường hoặc gì đấy. Đấy nhá. Đúng không? Thì thêm data trong này đúng không? Anh em có thể thêm hoàn toàn bằng tay. Được chưa? Thì anh em thêm gì mà tay đúng không? Thì để cái việc là thiếu hoặc nhá hay là dấu phẩy, được chưa? Đây là mình đang làm thì data nó sẽ lưu ở dạng object nhá. Đúng không? Rồi, đây là mình đang xem data theo cái kiểu này đúng không? Còn anh em muốn xem theo kiểu object thì anh em vào cái chỗ ở view kìa. Góc trên ấy, chữ view đúng không? Anh em thấy ba cái ô tròn kìa. Ở ngay cạnh cái thằng add data ấy. Đấy đúng không? Có ba cái chọn kìa. Đây mình đang xem theo kiểu bảng thông thường đúng không? Ấn kiểu object đi. Ấn cái ô bên cạnh đi. Đấy, thì nó sẽ cho mình xem data kiểu object đúng không? Đấy, muốn xem kiểu bảng thì ấn cái thằng cuối cùng kia. Đấy. Đấy chưa? Thì nó sẽ chuyển cho mình kiểu xem đúng không? Đấy, thì trong này mà data mình nó hầu như là theo kiểu object đúng không? Thì mình xem kiểu object cho nó dễ nhìn nhá. Đấy. Được chưa? Đấy. Đúng không? Đây là cái việc mình vừa thêm data. Thì thêm data đúng không? Thì anh em ấn vào add data. Đấy, và nhập những cái nội dung mình muốn vào đúng không? Theo cái cú pháp của object. Được chưa? Key value đúng không? Thì object đúng không? Thì đúng như kiểu nó object nó có thể chứa bất kỳ cái gì đúng không? Có thể chứa string, number đúng không? Hoặc là chứa array object khác ở trong nó. Rồi, còn anh em muốn chỉnh sửa data đúng không? Chỉnh sửa data. Đấy thì anh em chuột phải cái data đấy. Đây, thấy bên kia đúng không? Đấy, edit. Được chưa? Muốn thêm đúng không? Thì lại thêm vào. Đấy, password gì đấy. Đúng không? Rồi xong thì ấn OK đúng không? Đấy là mình có thể sửa này, còn xóa là cái hình đấy, cái hình thùng rác đấy đúng không? Đúng không? Tương với thằng này, anh em có thể hoàn toàn làm các cái chức năng bằng tay đúng không? Xem database này đúng không? Đấy, nó hiện ra cho mình trên bảng luôn là tất cả data mình xem được này. Thêm đúng không? Thêm là add kìa đúng không? Sửa là cái thằng bút chì đúng không, để em sửa. Đấy, có xóa nào vào cái thằng thùng rác đúng không, để anh em xóa. Đấy thì tức là với cái thằng giao diện này đúng không, anh em có thể hoàn toàn tạo database đúng không, tạo bảng. Đấy, tạo database này, tạo bảng đúng không, rồi là thêm các cái data vào trong này, sửa data và xóa data đúng không. Đấy, hoàn toàn làm thỏa mãn bằng làm bằng tay đúng không, không hề dùng một con lệnh gì cả, được chưa? Đấy thì các bạn làm xong, dùng cài xong nhá, thì có thể mở cái thằng Compass này lên đúng không? Đấy. Thử cho mình các cái chức năng bảng giao diện nhá, đúng không? Làm các chức năng bảng giao diện này. Đấy, thêm sửa xóa data các thứ đúng không? Đấy, hoặc là tạo database. Bạn Quân với bạn Huy đã cài xong cái này chưa? Ok, thế Quân tìm được cái thằng Compass chưa? Chạy lại file là sao? Cài lại á? Thế thì vào trong Windows tìm tìm thử cho cái thằng MongoDB Compass đi. Kìa, cái tên của bạn Huy đang các bạn Hợp đang cho anh em xem kìa. Đúng không? MongoDB Compass. Tìm thử cho mình cái đấy. Bạn Huy là cái gì? Mở lên. Có thể cho cái bảng bản bạn là bản 5 chấm, bản bản Hợp cài là bản 4 chấm, cũ nó tên nó khác.
Đấy, anh em cài bản mới nhất là cái bản 5 chấm đúng không? Còn trước kia anh bạn Huy hợp cài có thể là bản 4.4 gì đấy. Tên nó khác một chút. Ừ, rồi chia sẻ đi. Compare. Ừ, không phải cái này rồi. Cái này compare chứ không phải compare. Tắt đi xem nào. Tắt đi. Rồi nhá, bạn tìm đi. Ở MongoDB. Để tìm trên web à. Compass. Không thì không lẽ bạn cài của C đúng không? Vào của C xem nào. Với cài của C đúng không? Để vào trong program 6486 nào. Đâu, tìm Mongo. Không, bên dưới cứ gõ chữ M thôi. M có những cái gì M. Có hai cái, ba cái thôi. Rồi thế sang cái thằng program file bình thường thế nào. Kia MongoDB kìa. File bin à, bin à. Đấy, compass kìa, vào cho anh compass à, không dòng dưới tắt đi tắt đi cái dưới cơ mà cái e cơ mà không phải để Mongo đấy. Tắt đi. À, em mở cho anh cái thằng service đi xem MongoDB chạy server chạy chưa. Mở service lên. Tìm MongoDB server. Ấn cứ gõ ấn đây gõ MongoDB thôi là ra. Không có. Em cứ gõ cho anh nhá. Đấy. Chạy rồi đúng không? Ok thì không phải thêm bài đặt gì nữa. Sao không có combat gì? Ultra view không? Đây anh tìm thử cho. Bình thường cài xong nó phải lên này. Không cho lên gì nữa. Install Compass. Không không thể compact đúng không thì cài cho mình cái này nhá cho nó tiện luôn giống như của mình luôn nó là cái thằng Mongo Robo nhá Robo cái này gọi gì nhỉ Robo 3T đúng không Robo 3T có kia là Mongo và T này.
Không có chọn Dallas Oli à? Nó là cả cái studio cũng được, không nên, nó là mỗi thằng 3T thôi. Đây nhá, anh em vào trong cái thằng RoboMongo nhá. Đấy, tải cho mình cái thằng 3T nhá, tải cho mình cái thằng RoboAT này, đừng có tải cái thằng studio nhá, tải mỗi thằng RoboAT thôi, được chưa? Đấy, nhập mail cái thứ trong này. Chưa, anh em mang về nhá, cài này thì nó sẽ cho anh cái thằng Ro 3T này, được chưa? Thằng này nó sẽ nhẹ hơn và nhanh hơn thằng Compass. Chưa, thằng cài này có bắt lâu quá mình dùng thằng này. Mà sao bây giờ Compass xong nó không lên nữa? Kỳ lạ nhỉ. Rồi nhá, mọi người nếu không dùng được Compass nhá, đấy thì tải cho mình cái thằng RoboAT, được chưa? Thì này nó sẽ cũng giống thằng Compass lúc nãy thôi. Đấy nhá, bắt đầu anh em vào này. Đấy thì mình nó sẽ cho mình một cái bảng đúng không? Bảng như này. Thì anh em muốn tạo một cái liên kết mới nhá, thì ấn Create này. Đúng, lúc đầu anh em chưa hề có cái này đâu nhá, lúc đầu anh em chưa hề có một cái có đây đâu, đúng không? Thì mình ấn tạo nhá, nút tạo đây này. Đúng không? Nhập tên cái connection mà anh em muốn tạo ra. Đấy, mình sẽ 1 2 4 chẳng hạn. Đúng không? Thì nó sẽ thêm một cái 1 2 4 trong này. Được chưa? Đúng không? Anh em mở lên nhá. Đấy, thử tạo connection rồi vào cho mình. Đang có báo lỗi gì không? Alo, mọi người, các bạn dùng 3T thì đã có tạo được cái liên kết này vào trong liên kết này chưa? Alo, chào anh Hùng. Ok, hôm nay thì mình đang học về cái thằng MongoDB nhé. Ok, thì bạn đã có dùng thằng Mongo này chưa? Ờ, thưa có. Ok, trong máy đã có Mongo chưa? Có rồi đúng không? Ok. Đấy thì các bạn nào nhá mà không không dùng không không có Compass đúng không? Đấy thì dùng cho mình cái thằng 3T này nhá. Thì bạn Quân và bạn Huy đúng không? Đấy khi vào 3T nhá. Khi lỗi nào nên gửi cho anh. Ok, copy cái lỗi kia đi. Gửi qua cho anh. Rồi, cái lỗi này anh em ai cũng gặp lần đầu thôi.
gọi là cái thằng gọi là Promate đúng không? Này mình nhớ tìm phát ra luôn nhỉ, đúng không? Được rồi đúng không? Thì sau khi anh em tạo xong nhá, tạo xong cái đấy này đúng không, thì anh em vào đúng không, thì nó sẽ mở cho mình cái bảng như này. Thì anh em nào mà chưa có cái data gì đúng không, chưa có bảng nào cả, thì hiện mỗi thằng system này và cái thằng config đúng không, hai cái system và config này. Được chưa? Thì bây giờ em muốn tạo thêm những cái database mới đúng không, tạo thêm những cái mới thì anh em chưa phải đúng không, đây nhá, với bạn đang dùng Compass nhá, muốn thêm database đúng không, thêm database thì chuột phải này đúng không, tạo database đúng không, chuột phải này tạo database đấy, và cái thằng trên chủ nhá đúng không, đặt tên trong này tên gì cũng được nhá, K15 chẳng. Tạo xong nó sẽ có cái thằng K15 đây đúng không? Đấy, muốn xem các cái bảng ở trong này, thấy chưa? Thì trong trong cái thằng Mongo này nhá, đúng không? Các cái bảng thì gọi là collection, thấy chưa? Đấy, muốn xem các bảng trong này đúng không? Thì anh em vào trong cái thằng collection này. Thì hiện tại trong collection mình là không có gì đúng không? Tại vì mình chưa tạo bảng nào cả. Thì muốn thêm bảng nhá, đúng không? Thì tạo collection đây. Đấy chưa? Đấy, user chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ có cho mình cái bảng user đây. Được chưa? Bây giờ muốn thêm data vào trong này đúng không? Thì đây chuột phải đây và insert document. Đúng không? Thì cũng như đấy. Đúng không? Trong này thì ID nhá, ID nó sẽ tự thêm cho mình đúng không? Mình không phải thêm ID nữa. Được chưa? Đấy, mình cần thêm đúng không? Là các cái nội dung bên trong. Và muốn thêm một cái trường là trường username đúng không? Đó, thì đêm cái gì đó thấy đó chẳng hạn đúng không, muốn thêm password đúng không, đấy thì chuyên gì đó chẳng hạn chưa. Ồ, xong thì ấn như vậy thôi. Đây thì data lên trên này, và anh em muốn xem các cái kiểu khác đúng không, xem kiểu bảng này thì ấn đây đúng không, xem kiểu thường không như này, còn muốn xem kiểu object thì ở đây. Đó thì nó cũng giống như cái thằng Compass đúng không, nó cũng có các kiểu xem. Đấy, cái thằng này nó cũng giống như thằng Compass đúng không, thì sẽ có ba kiểu xem cho anh em. Đấy, kiểu xem kiểu object này, xem data thì kiểu bảng đúng không, hoặc là xem data kiểu thông thường này đấy. Được chưa, đây mình thêm data đúng không, đấy muốn thêm thì lại insert document tiếp này đúng không chưa. Đấy thì mình sẽ thêm đúng không, thêm thì ấn insert thôi đúng không, muốn sửa một cái data thì anh em bấm chuột phải vào và edit đúng không, sửa này edit đúng không, mình muốn đổi password chẳng hạn thì password thành một cái chuỗi khác đi đúng không? Đúng không, lưu lại. Đúng không? Thì nó sẽ thành cái pack mới là mình 123456 đây đúng không, 123 này đấy. Được chưa, thêm đúng không, đây là cái phần xem này, chức năng xem đúng không, xem data, thêm data insert này đúng không, sửa thì update đấy đi đúng không, còn xóa thì mình
delete cho của mình. Thì mình muốn xóa nhiều cái đúng không? Để thì bôi đen vào đúng không? Bôi đen ấn in delete thì nó sẽ xóa nhiều cái cùng lúc cho mình. Được. Đấy. Bạn ai hỏi gì nhỉ? Tạo thêm đúng không? Đấy. Thì bị insert đúng không? Quét đây. Để được. Được chưa? Thì anh em thấy đúng không? Với những bạn nào đã dùng qua cái thằng SQL ấy thì đã thấy đúng không? Cái thằng MongoDB này nó không cần phải tạo cái mẫu bảng như của anh em đúng không? Thông thường anh em dùng những cái như là cái thằng MySQL đúng không? Thì mình sẽ phải tạo những cái cấu trúc trước đúng không? Rồi mình thêm vào trong này. Thì này nó thoải mái hơn đúng không? Đó. Thì anh có thể hoàn toàn thay đổi cấu trúc database. Đúng không? Còn với thằng SQL kia thì mỗi khi mình muốn chỉnh sửa các cái bảng thêm nội dung trong bảng đúng không? Đó thì nó rất phức đúng không? Còn với thằng này anh em muốn thêm một cái nội dung trong bảng thì anh em chỉ việc là thêm trong cái đó của mình thôi là được rồi. Thì đây đúng không, đấy là những cái phần anh em sẽ có thể làm được với giao diện của thằng Mongo Adat đúng không, hoặc là với cái thằng làm việc với thằng giao diện của thằng Mongo Compass đúng không, hoặc là với thằng 3T này. Được chưa? Thì những chức năng cơ bản đúng không, là tạo database này, tạo bảng này đúng không, thêm sửa xóa data trong này. Được chưa? Thì cái này anh em demo được hết rồi đúng không? Cái phần này thì bạn Hùng đúng không? Bạn Hùng đã có dùng cái thằng Mongo này thì đã dùng qua những cái thằng giao diện này rồi đúng không? Ok, còn bạn Đăng thì sao? Bạn Đăng đã có dùng qua thằng Mongo này chưa? Chưa. Đang chưa dùng đúng không? Thế thì bây giờ nhá, bạn sẽ đây. Nếu bạn chưa có nhá thì đấy bạn tạm thời cứ cài cho mình cái này trước đã. Được chưa? Trong lúc chờ đợi cài đặt nhá thì bạn sẽ xem mọi người nhá. Đấy rồi bạn sẽ thử hành sau thì cũng mới mất thời gian. Rồi. Đúng không? Thì vì vừa rồi anh em đã biết cách để anh em có thể thao tác bằng tay đúng không? Với cái thằng MongoDB. Đấy là mình có thể hoàn toàn dùng giao diện đúng không? Để thêm sửa xóa data bằng giao diện. Bây giờ nhá, mình sẽ sang cái phần là dùng các câu lệnh đúng không? Dùng các câu lệnh để anh em thiết lập những cái để thêm sửa xóa vào trong cái database đúng không? Đấy thì để làm việc với thằng MongoDB nhá. Thì trong Node.js mình sẽ có một cái gói đó là thằng gói Mongo. Được. Mongo này. Đấy. À, đúng rồi. Cái này nhá, cái thằng npm đúng không? Rồi, thì trong thằng JavaScript nhá, nó sẽ có một cái là npm này. Đấy, npm nhá là Node Module Management. Được chưa? Thì là nó sẽ là quản lý các cái gói ấy. Quản lý các cái module cho anh em đúng không? Thì như buổi trước mình có học về cái thằng các cái module như là cái thằng module là path đúng không? Để anh em xử lý các cái đường dẫn hay là cái thằng fs đúng không? Để anh em xử lý file. Đấy. Thì những cái module đấy là những cái có sẵn ở trong Node.js chưa? Còn những cái module mà nó cho lên cái thằng npm này là những cái module nhá mà người ta họ kiểu như các cái người dùng họ những người dùng JavaScript ấy, họ tạo ra những cái module này đúng không, và áp lên trên này để cho tất cả những người dùng Node.js đều có thể dùng được.
chưa? Thì cái thằng Java là cái thằng Node.js đúng không? Nó được, nó phát triển mạnh đúng không? Là do cái thằng NPM này, hiểu chưa? Đấy, do cộng đồng người ta dùng đúng không? Nhiều, và người ta chia sẻ các cái thành phẩm của người ta đúng không? Lên trên này. Đấy là cộng đồng người ta dùng được. Hiểu chưa? Thì đây đúng không? Mình đang dùng một cái sản phẩm cộng đồng này, là cái thằng Mongo đúng không? Để anh em có thể họ mình tương tác với cái thằng MongoDB này. Nhá, đúng không? Để có thể dùng cái thằng MongoDB này, dùng cái thằng Mongo này thì anh em làm như sau. Thứ nhất, đúng không? Vào trong Visual Code nhá. Thì anh em mở terminal này. Đúng không? Đầu tiên nhá, anh em sẽ chạy cho mình là câu lệnh là npm init nhá. Đúng không? Thì sau khi anh em chạy cho mình cái lệnh là npm init này thì nó sẽ mở nó tạo cho mình một cái file đúng không, tên là package.json. Đấy chưa, cái file package.json này đúng không, đấy là một cái file của cái thằng node module này nó tạo ra cho anh em để mình quản lý dự án, thấy chưa? Đấy đúng không, npm init nhá là khởi tạo đúng không, anh em dùng git thì là git init đúng không, còn npm là npm init thì nó sẽ khởi tạo cái, nó sẽ khởi tạo một cái npm trong cái dự án này cho anh em đúng không, nó sẽ tạo cho anh em một, nó sẽ tạo một cái node module management đúng không, một cái gói để mình sẽ, nó sẽ khởi tạo một cái để quản lý các cái gói mà các cái module đúng không? Anh em sẽ dùng trong dự án. Được chưa? Hiện tại thì trong dự án này mình chưa hề dùng một cái module gì cả đúng không, thì bây giờ nhá mình sẽ dùng thêm cái thằng MongoDB này, thằng Mongo đúng không, thì nó bảo này để tải cái thằng Mongo này về đúng không, thì anh em dùng cái lệnh đó là npmi mongo đúng không, cái chữ y viết tắt của thằng install ấy đấy, được chưa, npm install mongo này. Đúng không? Đây vào đây. Được chưa? Thì nó sẽ cài về cho anh em đúng không? Đấy, thì sau khi cài xong nhá, thì anh em thấy này, nó sẽ hiện trong này đúng không? Một cái là Mongoose bản 6.0.6 đúng không? Tức là gì? Tức là cái thằng node module đúng không? Và cái thằng npm này nó đã tải về cho anh em cái thằng Mongoose đúng không? Và nó cập nhật lên đây. Đấy. Là trong dự án này đúng không, mình đang dùng một cái thư viện, một cái công cụ đúng không, là cái thằng Mongo không, và khi mình cài xong đó, thì nó sẽ cho mình thêm hai cái là cái thằng node module này và một thằng là package.json đúng không. Đấy, thì trong node module này thì nó sẽ chứa những cái module mà anh em dùng đúng không, Mongo này. Đấy, đúng không, chưa đấy. Nha. Thì trong thằng node module đúng không, nó sẽ chứa tất cả những cái module hiện có trong dự án này, thì mình vừa tải cái thằng Mongo đúng không, thì nó vào đây. Đấy chưa? Và nhá, anh em lưu ý này, cái file node module này rất là nặng đúng không, nó nặng nhá, nên là khi anh em mà để lên git ý, thì cho mình là git ignore cái file này nhá, được chưa? Git ignore đúng không, do cái file này nó nặng đúng không. Đấy, xem nặng bao nhiêu, nặng bao nhiêu nhá. Đấy, đúng không? Cái này nó nặng khoảng mấy mê đúng không? Đấy, trong cái dự án mình cũng vài cái file đúng không? Đấy, thế này nó không cần thiết. Sau này anh em mà cài thêm nhiều cái, nhiều những cái, anh em cài thêm nhiều cái thư viện nữa đúng không? Thì nó sẽ càng ngày càng nặng lên. Được chưa? Thì với thằng này đúng không? Thì mình không cần thiết phải để lên git. Tại vì đúng không? Anh em chỉ cần mỗi cái file này. Mình cần mỗi cái phần package.json này nhá. Đúng không? Tại vì nhá, thằng package.json này nó lưu tất cả những cái thông tin đúng không? Các cái gói mình dùng trong này. Được chưa? Đúng không? Thì em nhá, nếu muốn có tất cả những cái gói đang dùng trong dự án đúng không? Thì mình chỉ cần dùng mỗi cái thằng package.json này. Đấy, và chạy là npm install đúng không? Nhá. Khi mình chạy npm install này thì nó sẽ tự động không tải lại tất cả những cái gói được lưu trong đây,
Giả sử nhá, mình xóa đi cái thằng node module và cái thằng package này. Giả sử nhá, mình xóa hai file này đi đúng không? Nó còn lại mỗi cái thằng package này, được chưa? Thì bây giờ mình muốn có lại những cái gói đúng không? Có lại những cái gói của mình thì mình chỉ phải là chạy install nhá, đúng không? Đấy thì nó xem trong cái này đúng không? Có thằng Mongu thì nó tải Mongu về cho mình. Đấy, chưa? Đấy đúng không? Thì trong này đúng không? Sẽ lại có Mongu. Đấy, được chưa? Đấy. Tức là cái mình cần đúng không? Cái mình cần để git là mỗi cái file là package này thôi nhá, đúng không? Còn còn cái thằng package log này hay là cái thằng node module đúng không? Thì mình không để git nhá. Được chưa? Mình không cần thiết. Không? Thì mình sẽ ignore hai này đi. Anh em nhớ cái này cho mình nhá, không sau này là đẩy cả thằng node module này lên ấy thì anh em clone git về nó mất cả tiếng đồng hồ đấy, không phải nhẹ đâu. Bạn nào nhớ tay quên không clone, không ignore hai file này đi thì sau này anh em clone, bạn nào mà clone git của về rất là lâu mất thời gian. Thì với thằng npm nhá, đúng không? Với thằng npm này mình chỉ cần lưu lại cho nó mỗi cái thằng package thôi nhá, đúng không? Còn hai thằng này bỏ đi. Được. Rồi, đúng không? Thì mình sẽ có một cái nội dung nhá, là về cái thằng npm đúng không? Và thằng bông gu npm này, đúng không? Là node module management này, đúng không? Đây là cái để quản lý các cái thư viện đúng không? Quản lý các module của dự án. Đấy, thì anh em trong này đúng không? Muốn biết là trong dự án thì dùng những cái công nghệ gì đúng không? Thì chắc này là biết hết, được chưa? Đó. Rồi. Và tiếp theo đúng không? Mình có một cái gói là cái gói Mongu. Một cái này để anh em tương tác với thằng MongoDB. Được chưa? Thì sau khi mình cài xong không? Sau khi mình chạy câu lệnh là npm install Mongo xong. Đấy thì mình sẽ tương tác dùng câu lệnh như thế này. Thì mình tạo một cái file mới nhá. Gọi là cái file mongo.js. Đấy thì ở trong này nhá, đầu tiên đúng không, như cái phần buổi trước để dùng một cái thư viện của mình đúng không, dùng cái module thì anh em là dùng thằng đi qua hay đúng không, đúng chưa? Đúng không? Đấy đúng không, do những cái này là những cái thằng nằm trong node module này đúng không, thì mình chỉ phải gọi tên thôi, được chưa, chứ không phải dẫn file đúng không. Tiếp theo thì lúc xem cái thằng module này cái gì nhá, này đúng không, thằng này là một cái đúng không, viết sẵn các cái function đúng không, các thứ để anh em dùng. Đấy. Và tiếp theo này xem lại hướng dẫn của nó nhá, hướng dẫn này đúng không? Sau khi tải xong đúng không thì anh em require vào này nhất này đúng không, thứ hai là mình sẽ phải tạo liên kết đúng không, tạo liên kết được chưa, giống như trong Git đúng không, Git thì anh em phải có là Git remote app đúng không, để tạo liên kết thì thằng này cũng thế đúng không. Đấy, tạo liên kết với thằng MongoDB trong máy của anh em. Được chưa? Hiện tại đúng không? Mình đang dùng với máy đúng không? Thì là localhost. Được chưa? Còn sau này nha, anh em mà dùng với các cái thằng khác đúng không? Thì cái link này thay đổi. Được chưa? Đấy. Thằng My Database này là cái tên database của anh em nhé. Đúng không? Hiện tại thì mình đang muốn là làm cho cái bảng vừa tạo của mình đúng không? Là cái bảng K15 đúng không? Thì mình cho cái tên bảng của mình muốn tương tác vào là K15.
Đấy, connect đúng không? Sau khi connect xong thì mình có thể mình tạo thêm những cái bảng nhá, được chưa? Sau khi connect này thì mình sẽ tạo một cái mẫu bảng đúng không? Để các cái data của mình nó sẽ theo cái mẫu như vậy. Thì mình dùng con lệnh như sau. Bảng user chẳng hạn đúng không? User stream bằng mongo.stream. Chưa? Cái thằng stream này đúng không, là cái mẫu bảng của anh em. Lấy giả sử đúng không, mình muốn là cái thằng bảng user này sẽ có các cái trường ở trường, username là một cái string chẳng hạn, password là string đúng không, vì đó là thời hai trường này nhá. Đấy, thì đây đúng không, đây là cái phần anh em tạo cái mẫu bảng này đúng không. Tất cái bảng này nó sẽ gồm hai trường đúng không, một trường là trường username và một trường là trường password, như kiểu chữ Excel đúng không. Đấy, hay như trong cái anh em vừa test trên cái thằng này này đúng không, hai trường đúng không, username password, đây cái bảng này đúng không. Đó, tiếp theo này đúng không, mình sẽ có cái đó là collection nhá, user đúng không, tức là cái mẫu bảng này sẽ dùng cho bảng là bảng user, được chưa, đúng không. Nếu anh em không có thằng collection này nhá, đó thì mình sẽ cho anh em xem có sẽ xảy ra như thế nào đúng không. Mình tạo mẫu bảng này rồi sau đó nhá, mình sẽ là tạo cái model nhá. Model là cái gì đúng không, model nó là một cái công cụ để anh em tương tác với cái bảng user này, được chưa. Đây là mẫu bảng đúng không, ở đây mình đang tạo ra cái mẫu bảng cho nó, là quy định là cái bảng này có những cái trường nào đúng không. Đấy, còn nếu em mà muốn tương tác với cái bảng này thì mình cần tạo ra một cái thằng model, model đúng không. Model thì em hiểu đơn giản nhá, nó là một cái công cụ để mình tương tác làm việc với MongoDB. Xong này nhá, đúng không, mình sẽ chuyển cái tên bảng mình muốn tương tác này là bảng user này đúng không, và cái model của mình là user schema. Được chưa, thì sau khi mình tạo ra cái thằng công cụ đấy nhá, thì anh em có thể hoàn toàn tương tác với cái thằng MongoDB này đúng không. Giả sử bây giờ mình sẽ thêm data nhá, chấm create này đúng không? Thì có lệnh là lệnh create đúng không, để anh em thêm data nhá đúng không. Bảng của mình sẽ có hai trường này đúng không. Đấy, giả sử mình muốn tạo một cái thằng tên là vũ chẳng hạn đúng không, password này chẳng hạn, chưa, user model đúng không, chấm create. Đấy, create đúng không, sẽ có hai cái trường này, và cái thằng này nhá đúng không, nó sẽ là trả về một cái promise nhá, được chưa, thì nó trả về promise này đúng không, hàm create này trả về promise đúng không. Thì để xử lý promise thì anh em sẽ chấm gen đúng không, chấm get đúng không. Nếu ok đúng không thì ra data, còn nếu lỗi không thì ra error này, thì chạy thử nhá xem nó ra cái gì nhá. Không, thì nó trả về data cho mình đúng không, data theo cái tên mình nhập là Vũ này và password 1556 đúng không, và với cái thằng MongoDB đúng không. Đấy, nó tự tạo cho anh em cái thằng ID luôn, được chưa? Và xem trong cái này nhá, refresh này đúng không, em thấy này, nó tự hiện thêm một cái bảng là bảng user s đúng không, tự nhiên có thêm một cái bảng là bảng user s này
và trong này có thằng Vũ mình vừa tạo đúng không? Đấy, thế tại sao mà nó lại thêm một cái bảng user này mà nó không không biết vào cái thằng user cũ này, đúng không? Thì nguyên nhân nhá, đúng không, như mình nói lúc đấy là do trong này, đúng không, trong này mình không có một cái là collection là user, đúng không? Đấy, thì nếu mình không cho thằng này nhá, cái thằng collection này nó sẽ là đặt tên cho bảng của mình nhá, đúng không? Đây là cái mẫu bảng cho bảng user này, còn đây là cái tên bảng mình sẽ dùng, đúng không? Đấy, collection nhá là cái tên bảng mình sẽ dùng này. Đấy, còn đây, đúng không, anh em nhập là cái thằng tạo model cho cái bảng user nhá, thì nó sẽ là thêm s vào trong này, đúng không? Đấy, vì data trong này là số nhiều, đúng không, thì nó tự động thêm s cho mình. Đấy, thì nếu mình không có quy định cái thằng này, đúng không, thì nó sẽ tạo ra một bảng mới là cái bảng user s và chỉnh sửa trong đấy. Được chưa? Bây giờ mình chạy lại nhá, đúng không, chạy lại này thì xem nó có thêm vào trong bảng user của mình không nhá. Đúng không? Tạm thời mình xóa bài đi nhá. Để lại này. Được chưa? Chạy lại đúng không? Thì mình xem lại trong bảng user nhá. Thì nó có thêm cho mình cái thằng Vũ này, đúng không? Đấy. Tức là gì? Tức là đúng không? Mình muốn quy định cụ thể cái bảng mà mình tương tác, đúng không? Thì anh em cho mình thêm cái thằng collection này nhá. Được chưa? Đấy. Cho mình cụ thể cái thằng collection nhá, để nó đặt tên bảng luôn, đúng không? Còn anh em mà chỉ viết chung chung này thì nó tự động thêm add vào trong đằng sau này nhá. Cho thì một số lưu ý, đúng không? Thì đầu tiên, đúng không, để dùng thằng Mongo này thì tải cái thằng chạy cái thằng npm, đúng không, init, và chạy câu lệnh đó là npm, đúng không, install Mongo. Đấy, và cái thằng Mongo, đúng không, để anh em tương tác làm việc với MongoDB. Sau khi cài xong, đúng không, thì require nó phải, đúng không, require, require, đúng không, và tạo connect Mongo.connect, connect. Sau khi connect xong, đúng không, thì anh em sẽ tạo mẫu bản, đúng không, tạo schema. Tạo mẫu bản, đúng không? Tạo mẫu bản. Đúng không? Sau khi đã có mẫu bản, đúng không, thì mình sẽ tạo ra một cái công cụ, đúng không? Tạo ra một cái model. Model, đúng không? Là một cái công cụ, đúng không, để anh em thêm sửa xóa vào các bảng data cụ thể. Là cái bộ công cụ, đúng không? Để, đúng không, để anh em tương tác với, đúng không, một bảng data cụ thể. Không, thì cụ thể đây, đúng không, mình có một cái thằng là cái thằng user model, đúng không, thì thằng này nó sẽ tương tác với cái bảng là bảng user, đúng không? Đấy, và mình có một câu lệnh, đúng không, là câu lệnh create để thêm data vào trong bảng nhá. Được chưa? Và thằng cái câu lệnh trong này, đúng không, nó đều là bất đồng bộ hết nhá. Các câu lệnh ở trong thằng Mongo này nhá là bất đồng bộ. Được chưa? Đấy, thì để xử lý bất đồng bộ, đúng không, anh em dùng chấm gen chấm két nhá. Được chưa? Rồi, đúng không, thì nó sẽ như này thôi. Require này, connect này, tạo mẫu bảng, đúng không, tạo model, và sau đó có thể dùng được rồi. Alo, thì cái phần mình vừa có demo ấy, anh em có theo kịp không nhỉ? Bạn Quân. Ok đúng không? Rồi, thế anh em dành cho mình khoảng tầm 10 phút nhá. Đấy, để thử tạo cho mình một cái model, đúng không? Và thêm data vào trong bảng của mình nhá. Đúng không? Thì Nguyễn nói không là có cái thằng ignore này. Được chưa? Khi anh em có thằng ignore, đúng không, và trong này có những tên file này, thì những cái file nào mà nằm trong ignore, đúng không, nó sẽ không được cho lên git. Được chưa? Đúng không? Trong cái thằng npm, đúng không, cho lên git thì mình cho mỗi cái thằng package json thôi nhá. Còn cái thằng node module này
và cái thằng package log này thì mình ignore đi nhá, để là không không cho lên, được chưa? Để đỡ đỡ nặng, không cần thiết. Đấy, thì bây giờ mình sẽ dùng thử một số cái lệnh cơ bản này nhá, đúng không? Thì anh em vừa có một cái này, đó là lệnh create, đúng không? Để tạo, đúng không? Nó lại chút nhá. Thì trong lúc tạo bảng, đúng không, thì mình có một cái là cái thằng collection, đúng không? Đấy, thế này, đúng không? Đấy, cái thằng collection này, đúng không, để anh em gọi là kiểu mình sẽ là ấn định, đúng không, cái bảng và chứa cái schema này, đúng không, nó sẽ tên là user. Đấy, thì như vậy, đúng không, thì khi anh em tạo model nó không tự tiện thêm s nữa nhá. Còn nếu mình không có thằng collection này thì trong lúc tạo model nhá, nó sẽ thêm s cho mình đấy. Được. Và mình có câu lệnh đấy, đúng không, là câu lệnh create. Sau khi có model, đúng đấy, sau khi mình có cái model này, model là một cái công cụ nữa để anh em tương tác với một cái bảng cụ thể. Thì ở đây mình đang tương tác với bảng là bảng user, đúng không? Đấy, thì ở đây mình có hàm tạo, đúng không, là model.create, hàm tạo, đúng không, thì trong này anh em sẽ thêm các cái trường giống như trong cái schema anh em vừa tạo, đúng không? Đấy, có trường là trường username, password thì trong này, đúng không? Và với thằng tạo nhá, hàm tạo này mình có thể hoàn toàn, đúng không, thêm nhiều data cùng một lúc, đúng nhá. Giả sử, đúng không, mình muốn tạo nhiều thằng một lúc này, mình muốn tạo thằng Vũ một, Vũ hai các thứ, đúng không? Vũ ba nữa chẳng hạn, đúng chưa? Giả sử, đúng không, mình muốn thêm tạo nhiều user một lúc chứ không muốn tạo một thằng một, đúng không? Đấy, thì anh em chỉ cần là cho nhiều object trong này, đúng không? Đấy, có bao nhiêu object thì nó tạo bấy nhiêu cái, đấy, tạo bấy nhiêu user, đúng không? Để nó tạo cho mình luôn để mình đỡ phải viết 3 lần, đấy, kiểu như vậy nha, đúng không? Mình muốn tạo nhiều thằng, đúng không, thì anh em cho 3 object vào trong này thì nó sẽ tạo cho mình 3 thằng. Đúng không? Thì nó thêm cho mình 3 thằng, đúng không? Thằng 3, thằng 1, thằng 2, đúng không? Đấy. Thì mình vào lại bảng user nhé. Đúng không? Thì nó có cho mình thằng 1, đúng không? 2 này, 3 này, đúng không? Đó. 3 thằng này, đúng không? Đấy nhá, thì hàm tạo, đúng không? Hàm tạo thì trong này là data của bạn. Còn có thể thêm nhiều data, đúng không? Đấy, mình có thể như này, cho nhiều object trong này nha, đúng không? Mỗi object một data, nhá. Đó, thêm data vào bảng hàm tạo, chưa? Và tất cả hàm này, đúng không, đều trả về Profit nhá, đúng không? Trả về Profit, chưa? Nó trả về Profit, đúng không? Thì mình dùng chấm gen chấm két để xử lý. Rồi, đúng không? Vào đây này, không? Nó sẽ trả về array, đúng không? Giả sử nhá, mình tạo một thằng thôi, đúng không, thì nó trả về cái gì? Thằng 4 chẳng hạn, đúng không? Ở đây nếu mình tạo nhiều, đúng không? Tạo nhiều thằng một lúc này thì nó trả về array, đúng không? Còn nếu mình tạo một thằng nhá, thì nó sẽ về object, được chưa? Đấy, lưu ý nhá. Đúng không? Data trả về, cái kiểu dữ liệu trả về, đúng không, thì nó sẽ tùy thuộc vào kiểu anh em tạo. Đấy, mình tạo hàng loạt, đúng không, thì nó trả về array trong public, được. Còn nếu mình tạo ra một thằng, đúng không, thì nó trả về object nhá. Tiếp theo này thì đây là cái thằng tạo, đúng không? Còn bây giờ mình sẽ làm cái phần tìm kiếm nhá. Hàm tìm kiếm này thì hàm file, được. Trong này, đúng không, mình muốn tìm kiếm tất cả các cái user có tên là Vũ một chẳng hạn, đúng không? Hay là tìm tất cả user có password là bằng 123456 chẳng hạn.
này đúng không? Mình dùng hàm file nhá đúng không? Mình tìm kiếm này, user có chứa password là 123456 đúng không? Thì trong này hầu hết tất cả user mình đều có password như vậy đúng không? Trừ với thằng đầu. Một thằng đầu không có password. Chứ còn lại đúng không? Tất cả đều có password là 123456. Thử nhá. Nếu dùng hàm file đúng không? Hàm file này thì nó trả về cho mình một cái array đúng không? Array chứa tất cả user thỏa mãn điều kiện tìm kiếm đúng không? Đấy, đây là lúc có nhiều data đúng không? Có nhiều thằng khớp thì nó trả về ở đây thế này. Thế còn nếu như mình có một thằng khớp thôi chẳng hạn, giả sử nhá. Mình tìm một thằng có password là một này đúng không? Username như này. Vũ chẳng hạn. Đúng không? Thì xem nó trả về data như nào. Được chưa? Thì ở đây đúng không? Mặc dù có một data khớp thì nó vẫn trả về kiểu array đúng không? Đó. Tức là gì? Đúng không? Tức là thằng này nó sẽ trả về array đúng không? Có nhiều nó cũng trả về array đúng không? Có một nó cũng trả về array. Nó khác với cái thằng thằng tạo đúng không? Hàm tạo kia nếu có tạo một đúng không thì nó trả về object. Còn tạo nhiều nó trả về array đúng không? Đó. Còn thằng này không 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 phân biệt đúng không? Tạo nhiều được nhiều hay tìm được ít đều trả về array. Rồi, có thể đúng không? Tìm một cái thằng user mà không hề tồn tại chẳng hạn. Đúng không? Thằng 6 này không hề có đúng không? Thì nếu không có nhá thì nó trả về cái gì? Thằng file đúng không? Nếu tìm không thấy nhá thì nó sẽ trả về là kiểu cái array rỗng như này, được chưa? Đó thì lưu ý đúng không? Cái kiểu dữ liệu của thằng file trả về luôn ở đây. Model chấm file đúng không? Trong này là cái phần điều kiện tìm kiếm. Điều kiện tìm kiếm này. Một cái này là tìm kiếm. Là tìm kiếm toàn bộ data thỏa mãn điều kiện đúng không? Mãn điều kiện. Được chưa? Thằng model.file đúng không? Đấy, user model.file là hàm tìm kiếm đúng không? Đấy, và nó tìm kiếm dựa theo cái điều kiện mình cho trong này và kết quả đầu ra của nó đúng không? Là tất cả những cái data trong bảng mình mà thỏa mãn điều kiện này và đầu ra nó là ở đây đúng không? Đã trả ra ở đây luôn trả về ở đây đúng không? Đấy. Thấy chưa? Không có thì trả về array rỗng không? Tìm một thì trả về array có một phần tử. Không tìm được nhiều thì trả về array có nhiều phần tử thôi đúng không? Đó. Đây là cái thằng model.file đúng không? Hàm tìm kiếm và nó sẽ trả về tất cả data thỏa mãn điều kiện. Đấy, vào hàm tìm kiếm nhé thì mình có một thằng nữa, đó là cái thằng file1. File1 nhé. Giả sử này. File1 đúng không? Thì nghe tên nó biết là tìm một rồi đúng không? Nó sẽ trả về một data. Được chưa? Thì nếu mình file1 đúng không? File1 theo cái password này đúng không? Được chưa? Thì nó sẽ trả về một data đúng không? Thì nó sẽ trả về data nào? Một data đầu hay data cuối hay data giữa hay là một cái thằng ngẫu nhiên đúng không? Thử xem thử nhá. Ở đây đúng không? Khi mình file1 thì nó trả về cái thằng Vũ này. Thì xem thằng Vũ này là thằng nào nhá. Thằng Vũ này là cái thằng ở vị trí thứ 4 đúng không? Số 4 này. Được chưa? Vị trí 4 nhá đúng không? Và những thằng trước đó đều là tên là Thái đúng không? Đấy. Thằng này Vũ này. Vũ đúng không? À, đấy. Mình đã tìm thấy password đúng không? Được chưa? Đấy, thì trong này đúng không? Có rất nhiều thằng password là 123456. Nhưng tại sao nó chọn thằng Vũ này đúng không? Tại vì thằng Vũ này đúng không? Là cái thằng đầu tiên nó tìm được. Được chưa? Một thằng Vũ đúng không? Là cái thằng đầu tiên trong bảng này có password là 123456. Mình sẽ có một cái hàm nữa đúng không? Là cái hàm file1. Cũng điều kiện trong này đúng không? Object điều kiện. Một data đúng không? Trả về data đầu tiên đúng không? Đầu tiên thỏa mãn.
Được chưa? Và đây đúng không? Nó trả về object. Đúng không? Nếu tiêu điểm nó trả về object của thằng đầu tiên đúng không? Còn nếu tìm không ra thì sao? Tìm không ra nhá. Để một cái password đó đúng không? Tìm không được thì này trả về null nhá. Được chưa? Không có thì trả về null. Lưu ý đúng không? Đấy, nếu ok đúng không? Thì trả object. Còn không thì phải null đúng không? Không thấy thì là null. Được chưa? Đấy, tức là gì? Tức là nếu nếu mà muốn kiểm tra đúng không? Đấy, với thằng file nhá. Thằng file này, nếu anh em muốn kiểm tra xem là cái thằng này có data trả về hay không đúng không? Thì lưu ý đúng không? Thằng này kể cả không tìm thấy nó cũng trả về array rỗng đúng không? Thì mình phải dựa vào cái thằng độ dài ở đây đúng không? Nếu ở đây này độ dài bằng không, tức là không có data trả về. Được chưa? Còn với thằng này đúng không? Đấy, nếu như cho trả về null đúng không? Null thì nó là false luôn đúng không? Đấy. Thì với thằng này đúng không? Anh em muốn kiểm tra thì phải là if đúng không? If như này. If data thôi đúng không? Được chưa? If data này đúng không? Thì data này đúng không? Của file one nó sẽ có hai giá trị đúng không? Hai trường hợp. Một là object đúng không? Object hay là null đúng không? Nếu object đúng không? Object thì nó hiểu là true đúng không? Và thực thi trong này lớp data đúng không? Đấy, còn nếu là null đúng không? Thì nó hiểu là false đúng không? Đấy, thì nó không lớp data nữa. Được chưa? Đấy. Để nếu null đúng không? Thì mình báo là cái là không có data chẳng hạn đúng không? Không thấy chẳng hạn. Đúng không? Thì với thằng file on đúng không? Thì nó sẽ có hai trường hợp là object với nó trả lời object đúng không thì nó sẽ là true trong này đúng không, còn nếu nó trả lời null nó hiểu là false trong này đúng không? Còn nếu anh em dùng thằng file đúng không, thằng file nhá thì nó sẽ là trả lời array hết đúng không, array đúng không, và nhau trong phần toán tử đúng không mình còn nhớ đúng không, array rỗng thì vẫn hiểu là true đúng không, nói tức gì nếu mình xét kiểu này đúng không thì luôn luôn là true đấy chưa, array rỗng cũng là true đúng không, array có data cũng là true đấy. Thì bây giờ mình muốn kiểm tra xem cái data này là có kết quả trả về hay không đúng không thì phải là array.len đúng không, biết độ dài của nó nhỉ? Thì nếu len bằng không đúng không, len bằng không thì hiểu là false luôn đúng không, đấy còn len khác không thì hiểu là true đúng không, thì giống như trong cái toán tử đúng không, if đúng không, if bằng không, if mà có giá trị được không đấy thì hiểu là false đúng không, đấy còn if mà các một số các không thì hiểu là true, kiểu như vậy đó. Được chưa? Thì đúng không? Để ý nhá đúng không? Cái kiểu dữ liệu trả về của thằng này để anh em kiểm tra xét điều kiện nhá. Được rồi. Thì cái phần mình vừa có giải thích về cái thằng file file on khác biệt của hai thằng này, anh em có theo kịp không nhỉ? À, bạn Quân, Huy Hùng. Đúng không? Rồi, thế anh em demo cho mình hai thằng này nhá. Ok, bạn đang demo cho mình hai cái thằng file và file on này nhá. Theo đúng không? Mình sẽ thêm một số những cái nữa. À, chức năng xem đúng không? Tìm kiếm này. Thì thêm hai cái là sửa và xóa nhá, đúng không? Để sửa một cái data đúng không? Thì có hàm như sau. Là hàm update. Update nhá thì có hai cái đúng không, update many và update one đúng không, thì giống thằng file nữa đúng không, file one đúng không thì là sửa thằng đầu tiên đúng không, thì update one cũng vậy để chưa, file one là tìm thằng đầu tiên đúng không, còn update one là sửa thằng đầu tiên thì được. Đó. Thì trong này đúng không mình sẽ có hai tham số nhá, tham số nhất là cái bộ lọc đúng không, tức là cái tìm cái thằng nào mình sẽ sửa đúng không, là sửa đi mình sẽ sửa cái thằng có tên là Vũ chẳng hạn đúng không? Đúng không? Mình sẽ tìm thằng Vũ này đúng không? Và sửa password cho nó chẳng hạn đúng không? Sửa password. Cái tham số thứ hai đúng không? Tham số thứ hai là cái tham số mà giá trị mới không? Mình sửa cho nó. Mình sửa password đúng không? Thành một giá trị mới đúng không? Là Vũ 123 chẳng hạn.
on đúng không? Đấy, thì giả sử nhá, trước tiên đi tìm nhà password đi đúng không? Trong data mình đúng không? Trong data của mình này có rất nhiều thằng có password một là 123456 đúng không? Có nhiều thằng password là 123456 ở chưa bên dưới đúng không? Thì trong này thằng cái thằng đầu tiên mà có password là 123456 đúng không? Là cái thằng có tên là Vũ này. Được chưa? Thì khi mình update one đúng không? Update one. Đấy, update one nhá. Update one theo password là 123456 đúng không? Thì nó sẽ sửa vào cái thằng Vũ đúng không? Tại vì nó là cái thằng đầu tiên tìm được. Đấy. Và đây đúng không? Nó sẽ thế cái password vào thay từ 123456 thành Vũ 123. Nhá. Đây. Không? Nó cho mình không là modify đúng không? Modify cao một tức là gì? Nó chỉnh sửa một đúng không? Đấy. Mask cao một này tức là gì? Tìm thấy một đúng không? Tìm thấy một và chỉnh sửa một này. Được chưa? Đúng không? Thì cái thằng Vũ của mình này sẽ thay đổi nhá. Lúc đầu đúng không? Là Vũ 123456 này. Sau khi mình chỉnh sửa đúng không? Thì nó thành là Vũ đúng không? Và Vũ 123. Đấy. Thì đúng không? Cái thằng update này nó sẽ trả cho mình một object về đúng không? Một cái object kiểu báo cáo ấy, được chưa? Báo cáo về đúng không? Thì cái mình quan tâm là hai cái này. Đấy. Đúng không? Mình quan tâm về cái là số lượng đã sửa đúng không? Và số lượng tìm kiếm. Cho thì ở đây là nếu mình là dùng for update one đúng không? Update one thì đương nhiên nó chỉ tìm tìm một đúng không? Và sửa một thôi. Được chưa? Còn nếu không? Nếu mình cho là update many nhá. Dùng update many này. Đúng không? Many nhá. Thì hiện tại đúng không? Mình còn lại bốn thằng này đúng không? Bốn thằng còn lại là đang password là 123456 này. Được chưa? Thì khi mình dùng update many đúng không? Đấy, thì nó khác với thằng one là nó sẽ là sửa tất cả những thằng thỏa mãn điều kiện tìm kiếm đúng không? Đấy. Được chưa? Thì nó tìm tất cả những thằng đang có password là 123456 và sửa thành như này đúng không? Được. Thì bây giờ mình chạy thử thằng many nhá, đúng không? Xem nó báo cáo như nào. Đây đúng không? Báo cáo nó y như thế này. Khác đúng không? Khác là cái số lượng. Được chưa? Thì đây đúng không? Như mình nói là mình còn lại bốn thằng đúng không? Còn lại bốn thằng 567 đang có giữ password là cũ đúng không? Như thế này. Được chưa? Thì khi mình chạy là update many đúng không? Thì nó sẽ sửa tất cả bốn thằng còn lại. Đấy. Sửa tìm được bốn thằng đúng không? Đấy, tìm theo cái điều kiện này thì tìm được bốn thằng. Đấy. Và sửa theo điều kiện này đúng không? Thì sửa được bốn thằng. Được chưa? Đấy. Đúng không? Thì nó báo cáo là số lượng tìm thấy đúng không? Và số lượng chỉnh sửa. Nhá. Thì thằng update đúng không? Và update one. Update đúng không? Thì có hai cái là đồ chấm update đúng không? Tham số hai cái là điều kiện tìm kiếm này đúng không? Điều kiện tìm kiếm và cái nội dung mới đúng không? Và cái thằng update mới. Thì này đúng không? Nó sẽ trả về một cái báo cáo rồi chưa? Sẽ sửa đúng không? Đấy, sẽ update cái data đầu tiên tìm được. Data đầu tiên thỏa mãn đúng không? Và nó trả về báo cáo được chưa? Trả về object báo cáo được chưa? Tương tự đúng không? Thằng many. Thằng many đúng không? Thì nó cũng sẽ có các tham số đó là cái điều kiện tìm kiếm này đúng không và cái giá trị mới thì này đúng không nó sẽ là sửa tất cả data sửa đúng không tất cả data thỏa mãn đúng không và cũng trả về một cái object báo cáo đúng không đấy chưa thằng này trả về object nhá đúng không nếu như không tìm thấy thế nào thì nó chỉ là tìm không hoặc sửa không đúng không đấy, giả sử nhá không? Sau khi mình đã sửa hết đúng không thì không không có thằng nào là password được 123456 nữa đúng không được chưa thì nó sẽ trả về lại đơn giản nào đúng không không thấy thằng nào khớp đúng không và không sửa thằng nào cả được chưa đấy, đúng không? Đúng không
không khớp thằng nào và không sửa thằng nào cả. Đấy, giả sử nhá, bây giờ này đúng không, mình sẽ làm một cái như sau. Giả sử nhá, mình tìm một thằng là có tên là Vũ này, username Vũ này đúng không, đấy, tìm thằng Vũ đi nhá, và sửa password của nó thành Vũ 13 đúng không. Đấy, hiện tại này thằng Vũ này đúng không, nó username là Vũ này và password đã là 123 đúng không. Thì bây giờ mình chạy thử nhá, xem nó ra như nào đúng không. Thì nó trả như sau, tìm một đúng không nhưng mà sửa không. Đấy, tại sao tìm được một nhưng lại không sửa đúng không, nó tìm được nhưng không sửa đúng không, tức là gì, tức là cái password đúng không, nó xem là password cũ và password mới đúng không là như nhau, không thay đổi gì cả, được chưa, thì nó không sửa nữa đúng không. Đấy, được chưa, update nhá đúng không, nó chỉ update khi mà cái data là data mới đúng không, còn data bằng data cũ thì nó không sửa nhá. Đấy, và một cái nữa đúng không, thì mới thấy là mấy thằng này đúng không, nó chỉ update nếu mà data khác nó mới đúng không, chỉ update đúng không? Chỉ update không? Nếu data cũ không? Khác data mới được chưa. Đúng không? Đấy, một số trường hợp mà anh em update mà nó như này đúng không? Tức là gì? Đã update trước đó rồi đúng không? Không áp được nữa. Đấy không? Kiểu như đúng không? Anh em đổi mật khẩu chẳng hạn. Đấy, nó trả về một cái báo cáo đúng không? Là tìm một và sửa không đúng không? Tức là gì? Mật khẩu cũ bằng mật khẩu mới đúng không? Thì mình thông báo người ta đúng không? Là mật khẩu mới phải khác mật khẩu cũ chẳng hạn. Đấy chưa? Kiểu như anh em sửa mật khẩu đúng không? Đổi mật khẩu. Thì nó không cho phép mình dùng mật khẩu cũ bằng giống mật khẩu mới chẳng hạn. Đấy, thì nó do cái này đúng không? Đấy, nó tìm được nhưng mà không sửa đúng không? Đúng không? Trường hợp mà tìm thấy mà không sửa đúng không? Tức là cũ và mới giống nhau. Đấy, chưa? Đấy. Đúng không? Đây là sẽ update nhá. Rồi, và mình đi qua luôn cái thằng xóa luôn nhá. Đấy, anh em mới luôn. Xóa đúng không? Thì nó sẽ là cái này là delete này đúng không? Cũng giống thằng modify đúng không, để giống thằng update đúng không, thì có hai cái là delete one đúng không và many one đúng không. Với delete đúng không thì mình chỉ có một tham số thôi đúng không? Thì nó là cái tham số là cái phần điều kiện tìm kiếm đúng không, để mình xóa. Giả sử nhá đúng không, mình muốn xóa cái thằng có tên là Vũ chẳng hạn, được chưa, thì nó xóa cho mình cái thằng tên là Vũ đúng không, và nó trả về báo cáo đúng chưa, xóa một thôi đúng không. Còn nếu mình dùng many thì sao đúng không, many nhá, đúng không, xóa không đúng không, tại vì hiện tại không có thằng nào tên là Vũ nữa cả đúng không. Đấy, giả sử nhá, mình muốn xóa những cái thằng có password là Vũ 123 chẳng hạn không? Thì thằng many này cũng giống như thằng update many đúng không, nó sẽ xóa tất cả những thằng có password là Vũ 123 đúng không, thì nó trả được cái báo cáo đúng không là xóa 4. Refresh phép nhỉ, lại đúng không. Đó, thì hiện tại đúng không, data mình có là mỗi 3 thằng đúng không, 3 thằng không có password đúng không? Đấy, tại vì đúng không, bị xóa rồi. Đấy, thằng model đúng không, chấm delete hoàn đúng không, thì không có cái điều kiện tìm kiếm thôi, được chưa, điều kiện thôi. Thằng menu cũng vậy đúng không, đây là xóa data đầu tiên đúng không. Đấy, này đúng không, cũng tương tự như vậy nhưng mà xóa tất cả đúng không, xóa tất cả thằng thỏa mãn, được chưa, đầu ra nó một cái báo cáo, trả lời báo cáo đúng không. Đấy, nó báo cáo về cái số lượng xóa đúng không, được chưa, nếu mà nó trả về cái số lượng xóa bằng không, tức là có hai trường hợp, một là tìm không thấy đúng không, hai là đúng không, xóa không, tức tìm không thấy rồi đúng không,
đó, được chưa? Tìm không thấy đúng không, là đã xóa trước đó rồi đúng không? Đây kiểu như vậy, được chưa? Thì đây đúng không, là những hàm cơ bản nhất của Mongo, được chưa? Chức năng đúng không, là xem này đúng không, xem này, thêm đúng không, sửa và xóa. Đấy. Thì trong này anh em lưu ý nhá, những hàm update one này và update many nhá, đúng không? Thì cái này thì thường ấy, trong thế nhá, người ta dùng là thường dùng cái thằng on thôi nhá, được chưa? Thằng many mình giới thiệu thêm thôi đúng không, tại vì anh em dùng many ấy, thì nó sửa tất cả những thằng data thỏa mãn đúng không, đấy, thì có thể nó sẽ sửa những cái thằng mình không muốn, được chưa? Tương tự đúng không, thằng thằng xóa một và thằng xóa nhiều này, thì thực tế nhá, người ta dùng thường dùng cái thằng xóa một thôi, được chưa? Còn xóa nhiều nhá, hầu như không dùng đúng không, tại vì nó sẽ mất data của mình, được chưa? Sẽ xóa mất một số data mình không được đến, được chưa? Thì cũng nguy hiểm đúng không? Thế rồi thì nhá, anh em dùng cho mình thằng one thôi nhá đúng không, dùng one nhá, có cái thằng many đúng không, mình giới thiệu thêm thôi nhá anh em, là biết thêm đúng không, thì có thể sau này một số trường hợp ít mình dùng. Rồi thì cái phần mình vừa có demo về các lệnh update và lệnh xóa, thì anh em có chỗ nào khó hiểu không nhỉ mọi người? Ok đúng không? Rồi, thế anh em demo lại cho mình cái phần này nhá. Đấy. Sau thì mình sẽ nghỉ kết thúc buổi hôm nay nhá. Ok, chào anh em nhá. Rồi, chào mọi người nhá. Rồi, ta xong rồi đúng không? Thì nghỉ nhá. Hẹn anh em sáng thứ bảy nhá.